Nghị sĩ Mỹ cảnh báo sự kiện tương tự vụ tấn công nhà hát ở Nga có thể xảy ra tại Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ nêu lý do nghi phạm vụ tấn công nhà hát được xuất cảnh sang Nga. Nga tuyên bố tấn công chính xác cơ sở của an ninh Ukraine. Ukraine cảnh báo về khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC, nghị sĩ Marco Rubio, bang Florida, Mỹ, cho biết nhóm ISK, một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào nhà hát Krakow City Hall, vùng ngoại ô thủ đô Moscow, Nga hồi tuần trước. Điều đáng nói, nhóm này hiện diện chủ yếu ở Afghanistan và việc ISK hoạt động trở lại, thực hiện vụ tấn công, cho thấy nhóm này đang dần lấy lại chỗ đứng trong khu vực. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo, nhóm này có thể còn đang lên kế hoạch cho các vụ tấn công khác tương tự. Ông Rubio nói thêm, như chúng tôi đã cảnh báo, ISK tự tái tập hợp lực lượng khi chúng ta rút quân khỏi Afghanistan. Sau khi chúng tôi rời khỏi Afghanistan và không còn tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên, các tay súng đã có thể hoạt động công khai. Dù Taliban có muốn tiêu diệt các tay súng này đến đâu, thì họ cũng không thể. Họ không có năng lực để làm điều đó. Cũng theo ông, IS đã tìm được nơi để hoạt động và có khả năng đang tìm kiếm thêm địa điểm để có thể tổ chức và âm mưu tấn công. Ông Rubio cho hay, trong những năm gần đây, IS đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Afghanistan và Iran, đồng thời cảnh báo vụ tấn công nghiêm trọng trên lãnh thổ Nga cũng có thể xảy ra ở Mỹ. Thượng nghị sĩ bang Florida nói, tham vọng của IS không chỉ dừng ở Nga và Iran. IS rất muốn làm những gì đã làm ở Moscow tại Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ nên cảnh giác trước mối đe dọa như vậy và cho rằng những kẻ cực đoan IS có thể sử dụng mạng lưới buôn người để xâm nhập vào đất nước qua biên giới Mỹ-Mexico. Thượng nghị sĩ cảnh báo, đó là điều mà chúng ta phải hết sức cảnh giác khi chúng ta có đường biên giới với hơn 9 triệu lượt qua lại trong 3 năm. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt 11 người, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công. Một nghi phạm cho biết được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ. Những kẻ chủ mưu yêu cầu nghi phạm giết toàn bộ người trong nhà hát. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát Krakow City Hall ở ngoại ô Moscow vào ngày 22 tháng 3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ mới đây xác nhận với hai hãng tin Reuters và AFP rằng hai công dân Tajikistan Sayda Karami Racha Balizot và Samsidin Faridouni đều là nghi phạm trong vụ tấn công, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước để gia hạn giấy phép tạm trú ở Nga. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ lý giải, Racha Balizot và Faridouni được tự do để lại giữa hai nước vì thời điểm đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không ghi nhận bất kỳ lệnh bắt nào với hai cá nhân này. Ông khẳng định hai nghi phạm không bị cực đoan hóa trong thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lưu ý các nghi phạm đã cư trú ở Nga trong thời gian dài. Quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Racha Balizot nhập cảnh vào ngày 5 tháng 1, thuê một phòng khách sạn trong quận Fatin ở Istanbul và trả phòng vào ngày 21 tháng 1. Faridouni nhập cảnh vào ngày 20 tháng 2, cũng thuê khách sạn trong quận Fatin vào ngày 21 tháng 2 và trả phòng sau đó 6 ngày. Faridouni khai đến Thổ Nhĩ Kỳ vì hết hạn visa ở Nga. Tài khoản Instagram của Faridouni trong ngày 23 tháng 2 có 8 lần đăng hình ảnh với định vị tại Aksaray Istanbul, trong đó có ảnh chụp Thánh đường Hồi giáo ở Fatin. Racha Balizot và Faridouni đều xuất cảnh ở Istanbul, đón cùng chuyến bay sang Nga vào ngày 2 tháng 3. Quan chức này trả lời AFP. Chúng tôi đánh giá hai cá nhân này trở nên cực đoan hóa tại Nga vì họ ở Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian ngắn. Ngày 25 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công nhà hát Krakow, nhưng ông không trực tiếp đề cập đến IS hay chi nhánh IS-ISK. Trong khi đó, hôm 26 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Nga FSB Alexander Botnikov cáo buộc tình báo phương Tây và Ukraine hỗ trợ những kẻ tấn công. Theo Giám đốc FSB, Nga đã xác định được kẻ chủ mưu vụ xả súng tại nhà hát Krakow City Hall ngày 22 tháng 3. Tuy nhiên, họ chưa xác định được kẻ xả lệnh. Ông Botnikov cho biết, thủ phạm vụ xả súng cố gắng chạy qua biên giới để sang Ukraine, nơi họ sẽ được chào đón như những anh hùng. Ông nhận định Ukraine đang cố gắng chứng tỏ họ có đủ năng lực thông qua loạt hành vi phá hoại và khủng bố tại hậu phương Nga. Giám đốc FSB khẳng định có một lượng lớn thông tin cho thấy phương Tây và Ukraine đang ra tay gây tổn hại lớn hơn cho nước Nga. Ông Botnikov nói, nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ, xuồng cảm tử và loạt vụ xâm nhập của các nhóm phá hoại, tổ chức khủng bố vào lãnh thổ nước Nga đã diễn ra. Lãnh đạo FSB chưa công bố các bằng chứng liên quan đến phát biểu của ông.
Trước đó, Ukraine bác bỏ thông tin nước này liên quan đến vụ tấn công nhà hát và cho rằng Moscow đang cố gắng đổ lỗi cho Kiev. Trước đó, giới chức Nga đã công bố danh tính 4 tay súng trong vụ tấn công, gồm Dalodion Mizoriev, 32 tuổi, Sadakrami Rajabalizot, 30 tuổi, Muhammad Subi Fajok, 19 tuổi và Samsidin Fariduni, 25 tuổi. Theo Kommersant, Samsidin Fariduni giữ vai trò chỉ huy nhóm tấn công, đã nhiều lần đến nhà hát Crocus City Hall để ghi nhớ bố trí an ninh và lên kế hoạch tấn công. Fariduni xuất hiện trong video được Nga công bố sau khi bắt nhóm nghi phạm. Trong video, Fariduni khai rằng đã được hứa hẹn trả 500.000 rúp, tương đương khoảng 5.425 đô la Mỹ để thực hiện vụ tấn công, tương đương 2,5 năm lương trung bình ở Tajikistan. Ngày 26 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này tấn công nhiều vị trí của cơ quan an ninh Ukraine cùng các trung tâm ra quyết định của đối phương. Thông báo nêu, trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Liên bang Nga dùng vũ khí tầm xa phóng từ biển và mặt đất cùng máy bay không người lái UAV nhằm vào các trung tâm ra quyết định, cơ sở của cơ quan an ninh Ukraine SBU và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ngoài những mục tiêu trên, Nga còn tập kích vị trí triển khai của các đơn vị dân tộc chủ nghĩa Ukraine và lính nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố toàn bộ mục tiêu chúng đòn tập kích và đạt mục đích trong đợt tấn công, song không nêu chủng loại vũ khí được dùng và vị trí cụ thể. Cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin một số vụ nổ xảy ra ở các tỉnh Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk và Poltava. Quan chức tại tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, ông Vladimir Rogov cho biết vị trí đóng quân của SBU và một kho đạn tại tỉnh Odessa chúng đòn tập kích. Một nguồn tin tại Kharkov cho biết Nga tấn công căn cứ của lữ đoàn xung kích Lyut của cảnh sát Ukraine cùng trường đào tạo lính tăng thiết giáp tại tỉnh này. SBU thành lập năm 1991 sau khi Ukraine tuyên bố độc lập, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phản gián và chống khủng bố. Sau khi chiến sự bùng phát, SBU tổ chức nhiều vụ tập kích bằng máy bay không người lái cỡ nhỏ nhằm vào Nga, cũng như hậu thuẫn cho các nhóm dân quân thân Ukraine mở những đợt tấn công qua biên giới. Gần đây, Nga liên tiếp thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn vào các hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong tuần trước, quân đội nước này đã tiến hành 49 cuộc tấn công khắp Ukraine để đáp trả các vụ tập kích của Kiev vào biên giới Nga. Giới chức Ukraine hối thúc đồng minh phương Tây nhanh chóng viện trợ các tổ hợp phòng không Patriot để giúp nước này tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ các hạ tầng quan trọng. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hiện giờ Ukraine rất cần Patriot và các hệ thống phòng không khác để bảo vệ những thành phố, những ngôi làng. Cũng trong ngày 26 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng nhấn mạnh, nếu có đủ hệ thống phòng không như Patriot, chúng tôi có thể bảo vệ không chỉ mạng sống của người dân mà còn cả nền kinh tế. Ông nói thêm, Ukraine không đề nghị phương Tây đưa quân đến, nhưng đến một ngày nào đó, ý tưởng này sẽ trở thành hiện thực. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất. Patriot có khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình, đạn đạo, cũng như máy bay chiến đấu UAV từ khoảng cách xa. Nó được coi là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất của Mỹ. Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống này. Ngoài ra, Patriot cũng được triển khai ở sườn đông của NATO gần Ukraine. Đầu năm 2024, NATO công bố thương vụ 5,5 tỷ đô la Mỹ mua 1.000 tổ hợp Patriot cho liên minh này. Không rõ phương Tây đã cung cấp cho Ukraine bao nhiêu tổ hợp Patriot, nhưng tuần trước Nga tuyên bố đã phá hủy 5 bệ phóng loại này của Kiev kể từ đầu xung đột. Moscow cảnh báo, bất cứ vũ khí hay lực lượng nước ngoài nào ở Ukraine đều trở thành mục tiêu chính đáng của Nga. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ cách đây hơn 2 năm, cầu Crimea đã trở thành tuyến đường huyết mạch để Moscow vận chuyển vũ khí, đạn dược và binh sĩ tới chiến trường Ukraine. Để phá hủy tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga, Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu tấn công vào cầu Crimea. Cây cầu được cho là đã bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công lớn, táo bạo bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái cảm tử của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn tại National Marathon, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, ông Vasil Maliuk tuyên bố Ukraine có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea, nhưng chưa ra tay vì hiện tại Nga không sử dụng cây cầu này để vận chuyển vũ khí và đạn dược. Cụ thể, lãnh đạo SBU nhấn mạnh rằng hiện tại Nga đã hoàn toàn không còn sử dụng cầu Crimea để cung cấp vũ khí và phương tiện tới chiến trường Ukraine sau khi cây cầu bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Kiev gần đây. Người đứng đầu SBU cho biết, trước khi chúng ta tấn công, cầu Crimea thành công, có 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược thường đi qua đó trong một ngày. Ngày nay chỉ có 4 đến 5 chuyến tàu mỗi ngày, 4 chuyến chở hành khách và 1 chuyến chuyên chở sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng nói chung.
Cầu Crimea, hay còn gọi là cầu Kerch, được Nga xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2018 sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Theo ông Maliuk, Nga hiện đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn cây cầu này. Người đứng đầu SBU nhấn mạnh, khi họ khôi phục lại cây cầu, có lẽ họ sẽ lại bắt đầu vận chuyển đạn dược. Khi đó, trên thực tế, chúng tôi sẽ một lần nữa gửi thông điệp xin chào tới họ. Phát biểu của ông được cho là ám chỉ sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea nếu Nga nối lại việc vận chuyển đạn dược, vũ khí thông qua tuyến đường này. Trả lời câu hỏi liệu có khả năng phá hủy hoàn toàn cầu Crimea hay không, người đứng đầu SBU tự tin cho biết, tất nhiên chúng tôi có khả năng đó. Trong một diễn biến khác, Ukraine cho biết Nga vẫn nhắm mục tiêu vào Kiev và Kharkov bằng máy bay không người lái tấn công, trong khi các kỹ sư đang nỗ lực khôi phục điện cho hàng nghìn người sau các cuộc tấn công trước đó của Moscow vào lưới điện của Ukraine. Rạng sáng 26 tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 12 máy bay không người lái của Nga nhằm vào Kiev. Không có báo cáo về thương vong và không rõ liệu có thiệt hại trên mặt đất sau vụ tấn công. Tại Kharkov, chính quyền khu vực cho biết ít nhất 8 máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất đã nhắm mục tiêu vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhưng đã bị lực lượng phòng không bắn hạ toàn bộ. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga một ngày trước đó đã phá hủy một số mạng lưới điện của Kharkov, cũng như các cơ sở ở cảng Odessa ở Biển Đen và cảng sông Mykolaiv. Thống đốc Odessa Oleg Kiper cho biết hơn 300.000 cư dân bị mất điện vào cuối ngày 25 tháng 3 vì các cuộc tấn công nói trên.